Mình sẽ làm cái ví dụ về ứng dụng quản lý sinh viên của mình ha, đặt tên là kết nối. Như vậy thì công việc đầu tiên đó là mình sẽ tạo một cái project mới. Thì mình sẽ vào View Command Palette và Flutter New Project Application. Sau đó là các bạn chọn cái folder chứa cái project của mình, thì mình select folder, sau đó các bạn đặt tên của cái project của mình ha. Ví dụ như là project kết nối có rồi thì là biết hoa có được không? Cũng không được. Vậy thì connection với tiếng Việt cũng thì tiếng Anh. Ok. À, trong cái ví dụ này thì mình sẽ dùng cái Android Simulator, cái mà điện thoại Pixel của Google đó. Thì mình nên dùng các cái simulator Android ấy, thì nó dễ để nó hiển thị hình ảnh. Chứ còn nếu như mình dùng web hoặc là Windows application nó thì thực ra cũng là web thôi, thì nó sẽ bị lỗi những cái hiển thị hình ảnh mà từ internet á, nó sẽ bị lỗi cross domain á. Cho nên là mình nên dùng Android, với lại trên ứng dụng điện thoại thì nó có những cái yêu cầu nhất định mình cần phải chỉnh sửa. Mà mục tiêu của mình đó là làm ứng dụng điện thoại, còn ứng dụng trên JavaScript để mà thay thế cái ứng dụng HTML đó. Tức là ứng dụng web bình thường đó thì các bạn cũng đã nghe nó rồi, đó là nó sẽ có những cái hạn chế nhất định, ví dụ như là index search Google hay là mấy cái thẻ meta chẳng hạn, thì nó sẽ rất là khó hiển thị, nó bị cố định đó. Thì đây là cái ứng dụng đầu tiên ha, mình sẽ debug nó chạy thử xem được chưa. Trong lúc đó mình sẽ xóa bớt những cái command ban đầu của cái ứng dụng demo đó. Rồi, cái này thì mình học mới dùng rồi, thì chút nữa mình xóa luôn một thể. Thì trong lúc chờ đợi thì mình sẽ nói sơ qua về cái ứng dụng kết nối của mình là gì. Ứng dụng kết nối của mình đó là cho phép sinh viên đăng ký chọn lớp chọn khoa đó, thì lớp thì nằm thuộc về khoa rồi. Sau đó mình sẽ cho sinh viên đăng ký chọn lớp, rồi đăng ký môn học, học phần, giảng viên có quyền đánh dấu, theo dõi hoặc là comment trên từng sinh viên cố định, và các cái comment đó thì nó có thể là public hoặc là private để cho những giáo viên của các môn học khác, học phần khác có thể đọc. Từ đó thông qua có thể nắm bắt tình hình của lớp cũng như là cá nhân hóa từng sinh viên một. Còn về mặt lập trình, về mặt cấu trúc của bài học của mình đó, thì mình sẽ có cái bài hướng dẫn đầu tiên, đó là giao diện login ha, xong rồi giao diện đăng ký ha, rồi sau đó là mình sẽ giao diện profile, chỉnh sửa profile, rồi xem danh sách lớp, xem danh sách sinh viên, đăng ký học phần. Đăng ký học phần này là đăng ký học phần để mà nhận đi theo dõi thôi nha các bạn. Rồi những cái chức năng về sau thì có khoảng 7-8 cái chức năng chính gì đó. Rồi, thì đây là cái giao diện mặc định mà các bạn nhìn thấy khi mà sau khi mình tạo project xong, tạo ứng dụng mặc định thì mình sẽ chạy lên cái giao diện này. Bây giờ mình sẽ chỉnh sửa một chút xíu ha. Ví dụ như là mình muốn bỏ cái debug, thì ở trong cái material app đó, các bạn debug show check mode banner nè là bằng false.
thì các bạn sẽ thấy là nó không có nữa ha. Rồi tiếp theo là mình sẽ không có sử dụng cái homepage này, mà bây giờ mình sẽ định nghĩa một cái màn hình login đúng không? Thì giả dụ như bây giờ mình sẽ sử dụng Stylist Widget nha. Bấm STL, Stylist Widget, Login, Form Page. Để mình cho chữ page đằng trước đi, để sau này mình phân biệt giữa các cái control nhỏ mình định nghĩa lại với một cái page hoàn chỉnh. Thì là page login đi ha. Không có chữ page login, không có chữ form. Rồi. Và mình sẽ show cái page login này vào chứ không phải là cái my home page nữa. Tạm thời mình cứ để const để cho nó khỏi báo lỗi. Vì mình cũng chưa có làm gì nhiều thì các bạn sẽ thấy là nó không trả về gì hết đúng không ạ? Rồi thay vào đây mình sẽ tiếp tục là trả về một cái scaffold. Thì các bạn biết là scaffold là cái ứng dụng cái widget mà cơ bản là nó sẽ giúp mình tạo ra các cái ví dụ như là up bar, tức là cái bar trên cùng, navigate bar chẳng hạn, hay là button bar, button navigate, hay drawer, tức là những cái chức năng cơ bản của một cái app bình thường đó, trên trong cái scaffold nó có sẵn, cho nên bao giờ mình cũng sẽ làm scaffold trước. Rồi trong scaffold này các bạn sẽ trang body trước đi ha. Ở đây mình chưa cần up bar gì hết, tại vì trang login là vô là nó chỉ có login rồi ra thôi, chứ nó không có những cái menu ở bên trên nên mình cũng không dùng cần dùng up bar. Và đi sẽ như là text xin chào. Thì trong body mình để một cái chữ text xin chào thôi, thì các bạn sẽ thấy là cái chữ xin chào này nó nằm tràn lên bên trên của cái màn hình điện thoại của mình luôn. Muốn nó nằm ở trong cái phạm vi mà màn hình của mình thôi, chứ nó không có đè lên những cái icon của điện thoại. Thì các bạn crop nó ở trong cái save area ha. Save area. Thì mình sẽ thấy là cái chữ xin chào của mình nó nhỏ lại và nó nằm ở phía dưới, nó không có đè lên ha. Tiếp theo thì mình thấy là login của mình là sẽ có xin chào, rồi đã lâu không gặp bạn, rồi đến email login, rồi đến password, rồi đến cái nút button là login, xong rồi tới là cái dòng chữ ở phía dưới là chưa có tài khoản thì đăng ký mới. Như vậy thì mình sẽ thấy là có nhiều dòng. Thì như mình đã học có nhiều dòng như vậy, mình sẽ bỏ trong một cái column đúng không nào? Cho nên mình sẽ bọc nó với crop của nó với lại là column nha. Rồi, chỗ này sorry, column nó phải nằm ở bên trong cái text, còn cái save area thì nó nằm ngoài cùng rồi nha. Crop with column. Giả dụ như dưới chữ text này mình sẽ có một cái chữ là chúng tôi rất nhớ bạn. Tức là lâu rồi chưa vào nên nó mới đăng nhập đó, cho nên mình mới hiện cái câu là chúng tôi rất nhớ bạn. Rồi mình sẽ có hai câu và mình muốn nó nằm center ở giữa đây chẳng hạn, thì các bạn crop cái column này với center. Ok. Thì các bạn thấy nó ra ở giữa đúng không? Mình muốn cái chữ text này nó to và nó đẹp hơn thì mình sẽ sử dụng cái thuộc tính text style xanh xanh này, là vì để chữ const vô thì nó sẽ nó đỡ khổ ha, nó cứ xanh xanh khó chịu ghê. Text style 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 của mình là text style, đầu tiên là font size trước đi. Style xong rồi đến
đối tượng textile nha, trong đối tượng textile này mình mới tạo cho nó font size là bằng 40, font weight là bold, font weight bold để cho nó bự ra, cho nó xuống lòng như thế vậy nhìn. Thì các bạn thấy chị xin chào bự rồi ha. Tiếp theo là chúng tôi rất nhớ bạn, mình cũng cho nó to lên nè. Thì cũng tương tự vậy, mình dùng style. Rồi đến đối tượng text style. Rồi giờ font size cho là 20, tức là bằng một nửa. Bữa không một chút rồi. Được rồi ha. Xong rồi tiếp theo là mình sẽ thêm nó text view. Mình muốn text view cách ra một đoạn thì các bạn có thể sử dụng size box, giống như là nút enter xuống dòng của mình đó, size box hay cho là 20 đi. Rồi sau đó là xuống dưới này các bạn sẽ sử dụng text view. Thì các bạn sẽ thấy là text view của mình hiện ra đây và mình có thể viết vào, nhưng mà nó có cái gạch ở dưới trông nó không có được đẹp. Mình có thể bỏ cái gạch ra đi bằng cách là mình thêm cái đối tượng decoration, thêm cái thuộc tính decoration. Thì có là text view decoration, đúng không nhỉ? Text input decoration, input decoration, text view là input mà, input decoration. Ở trong này mình muốn nó không có cái border của nó thì mình sẽ có là border. Xong rồi mình chọn là border nên border visa đây. Border nên ok. Sau khi border non rồi thì mình sẽ không nhìn thấy gì, nên mình làm cho nó có màu để nhìn thấy. Thì ở đây mình muốn trang trí đẹp đó, mình có thể khoác nó với một cái container. Khoác nó với một cái container. Nó không store đi. Container của mình thì mình sẽ làm cái mình sẽ decoration cho nó, đúng không? Mình sẽ trang trí cho nó đó. Thì nó sẽ có là box container thì thuộc dạng là box decoration nha. Box decoration thì ở trong này đầu tiên là mình chọn color trước. Mình cho là nó là màu xám này. Color gray. Và gray thì mình muốn gray nhạt thôi thì mình sẽ là 200, 300, 200 đi ha. Thì các bạn sẽ thấy là cái text box của mình nó thành ra như vậy rồi nè. Mình muốn nó cách xa cái map hai bên. Cách xa cái map hai bên thì các bạn có thể là chọn padding ở bên ngoài container. Thì crop with padding. Mình không muốn là padding đều. Thì nếu như mình làm như vậy đó, nó sẽ padding đều hết. Mình chỉ muốn padding hai bên thôi thì mình có thể chỉnh sửa lại. Cái này không phải là on mà là symmetric. Symmetric có nghĩa là đối xứng á, và đối xứng theo cái chiều ngang thì là horizontal. Và ở đây các bạn cho nó là 20 đi. Thì các bạn sẽ thấy là nó cắt ra hai bên thôi, chứ còn trên dưới thì nó không có tính ha. Vậy vô đây các bạn viết được nhưng mà nó sát lề quá đúng không? Mình lại cho cái text box này nó gom vô giữa thì các bạn lại dùng padding của container.
Bắc Ninh này thì mình cũng dùng hai bên thôi, trên dưới nó đã hộ sẵn rồi. Cho nên mình sẽ là inset symmetric horizontal 20 tiếp. Thì các bạn thấy nó xích nhiều chút không? Nếu mà xa quá thì các bạn cho xuống 15. Rồi. Xong nhìn nó cũng đẹp rồi, nhưng mình muốn nó bo tròn cho nó đẹp hơn á. Bo tròn cho đẹp hơn thì các bạn có thể sử dụng là border radius, decoration này, border. Ở đây cái border mình có thể làm thêm cái border màu trắng đang đẹp này. Border chấm on colors chấm white. Mình làm border màu trắng tại vì cái nền ngoài của mình màu trắng mình cũng không thấy, cho nên bây giờ mình chỉnh cái nền ngoài của mình thành màu. Mình có thể chỉnh cái nền ngoài của mình thành màu xám xám cũng được, thường thì trắng hết nó cũng không có đẹp đúng không, cho nên là mình muốn chỉnh cho nó màu trắng trắng. Vậy thì mình vào trong cái, mình quay lại cái sketch flow này nè, mình đổi cái màu nền đi, background color thì là colors chấm gray và đậm hơn một chút, 300 đi. Thì các bạn sẽ thấy là ồ, cái này màu xám xong rồi nó lại có cái đường viền màu trắng, xong nội trắng lại màu xám lại, nhìn nó cũng được được đúng không? Nhìn nó cũng được được. Bây giờ mình quay lại là mình muốn bo tròn nó thì mình sẽ dùng radius, border radius, radius border hay là border radius. Border radius, border radius đúng rồi, nhưng mà nó phải đang là trang trí mà nên nó phải nằm trong cái decoration của mình chứ. Border radius cho là 14 thôi. Border radius, border radius. Circular, mình muốn tròn, circular, 14. In 14 cũng đẹp đẹp á, nếu mà ít hơn thì 12, cho nó ít thôi. Rồi, email, sorry, cô muốn thử ở bên này. Được ha. Sao nó nhỏ xíu không biết nè, do cái ứng dụng của mình đây nó, cái điện thoại đó, giao diện nó nhỏ, nó bị zoom nhỏ lắm. Rồi vậy là mình đã làm xong cái inbox, cái text, cái text field của email đúng không? Mình muốn hiện ra cái hình để mình biết rằng là, để người dùng nhìn vô là biết là người ta đang nhập nội dung gì, thì mình sẽ thêm một cái text hình ở đây nữa. Text hình text hay là trong decoration nhé. Hình text nào mà trong decoration, hình text là email chẳng hạn. Thì mình thấy khi mà mình chưa nhập vô thì nó sẽ hiện lên chữ email để cho người dùng biết rằng là mình đang dùng email. Và dùng label nó không có sang bằng là dùng text in ở bên trong đúng không? Thế nên mình dùng text in. Để mà mình biết được cái giá trị mà cái text box mình nhập vô là cái gì đó thì là mình sẽ dùng cái edit text control đúng
đúng không? Tax Editing Controller. Cho nên mình sẽ khai báo một cái biến là Tax Editing Controller ở trong cái builder của mình ở đây. Là mình dùng chung luôn thì không cần, không phải là mỗi cái builder không ha, mà mình là cái biến thuộc tức là thuộc tính của nguyên cả cái lớp này luôn á, nguyên cả cái page login, cho nên mình sẽ khai báo ở ngoài final text. Mình không cần phải khai báo tên lớp cũng được, tại vì new thì nó sẽ tự động biết là thuộc lớp nào. Email controller bằng new ha, giống như là new mình làm bên kia, test editing controller. Và chút hồi để mình sẽ có một cái password, thì mình sẽ là password controller bằng text editing controller. Không có constructor nữa. Rồi, như vậy thì trong cái text này mình đưa cái trong cái text field này mình đưa cái air controller vào bằng cách là mình thêm thuộc tính controller và đưa cái email controller vào thôi. Thì cái này khi nào mình bắt đầu đọc dữ liệu thì mình mới thấy, nhưng mà giờ mình đưa vào trước. Bây giờ mình muốn có một cái password thì các bạn thấy là mình có thể hoàn toàn copy cái padding này xuống cái password cũng được, nhưng mà các bạn thấy là cái password thì cũng giống như cái email đúng không nào, cho nên mình có thể là tách nó ra thành một cái đối tượng riêng, sau đó là mình gõ và sử dụng lại thôi, để làm cho cái chương trình chính của mình nó không trở nên quá dài và cồng kềnh á. Cho nên các bạn có thể tách nó ra, ví dụ như bây giờ cô tách ở đây nha, bấm vào đây là thành extract widget, tức là mình lấy nó ra thành một cái class mới, ví dụ như mình ghi là custom text field, tức là cái text field mà tôi đã định nghĩa lại đó. Rồi thì các bạn thấy là cái text field này á, là mình sẽ có hai biến, một biến là email controller và một cái bây giờ là mới có một biến thôi, tách ra là email controller là truyền vào, nhưng mà mình muốn là sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau đó, cho nên là mình cần có cái text hint này cũng khác nhau, cho nên mình sẽ khai báo thêm một cái biến final string hint text. Và đương nhiên là cái này mình phải truyền nó vào rồi đúng không, cho nên các bạn add final vào đây đúng không, hint text, thì cái hint text này nó sẽ thay thế cho cái chữ email ở bên trong này. Hint text. Vậy thì nếu mình thay đổi ở đây thì trên này mình cũng phải có là hint text. Hint text email. Đó. Thì các bạn thấy là cái sau khi mà mình đổi hint text rồi. Cái con space login này là không còn constructor nữa nha các bạn, nên bỏ đi. Hết lỗi chưa? Hết rồi nhưng sao chưa cập nhật ta? Tại
cô thấy cái chữ email này nó vẫn là chữ email bất thường như khi mình đang là chữ email bích hoa mà. Hay là hình text nó tự động bất thường, cô sửa đổi là do email thôi con. Hot reload cũng vẫn vậy à? Mắc không báo lỗi. Problems. Email controller text hint text. Dưới này là mình đã là hint text rồi. Cho thử đổi cố định ở đây xem nhé. Vậy là nó không có view lại ở trên ứng dụng, cho nên bây giờ cô sẽ tự tắt đi, chạy lại xem. Chờ một lúc nha, xem thử là nó Pura ổn không? Custom hint text final. Rồi, hint text, chữ hint text này bây giờ cô sửa lại là không phải là chữ hint text cố định nữa mà là cái biến hint text. Thì nó sẽ sửa thành là do email rồi đúng không? Đó, bây giờ sửa lại thành chữ email thôi. Rồi, lại là nãy nó bị sao, nó không có cập nhật. Vậy là mình đã xong một cái rồi hả? Bây giờ mình sẽ muốn có thêm một cái password nữa. Thì các bạn thấy là mình chỉ cần copy dán xuống dưới. Và ở đây là password. Mình đang ghi mật khẩu đi. Rồi, và đây là password controller. Thì các bạn thấy là sẽ có rồi đúng không? Nhưng mà mình cần phải cắt ra một chút cho nó đẹp là dùng size box nha các bạn. Size box. Và trong này là 10 đi. Hay. Chưa? Cũng vẫn gần nhau quá, hay cho 20 luôn nhỉ. Email mật khẩu. Ok. Nhưng mà các bạn thấy là khi mà mình đánh mật khẩu vào đó, mình muốn là nó phải giấu cái hình mật khẩu đi. Cho nên là mình sẽ thêm cái Obscure, nó nằm ở trong cái text view, nó có cái thuộc tính này Obscure text bằng true hay bằng false thì nó tùy thuộc vào mình là text bình thường hay là password đúng không nào. Nếu mà bằng true thì nó sẽ biến thành cái tròn tròn để mình không nhìn thấy á, cho nên là mình cần thêm một cái biến ở đây nữa để quy định là có che chữ hay không. Thì final bool text ghi cho nó đúng chính tả nha. Obscure text đúng rồi. Ob này là observer security, cô đoán là nó viết tắt của cái chữ đó. Thì thêm cái này thì buộc là các bạn phải thêm trong cái phương thức khởi tạo đó để mà truyền vào, thì nó thêm cái obscure vào. Còn nếu như mình không muốn nó require thì để chấm họ nhé, không có require, thôi tạm thời cứ như vậy đã. Các bạn sẽ phải sửa thêm cái upskill vào của mình á, là bên này đối với lại
text view á, đối với lại password á, mật khẩu á thì là mình cần có, đúng không? Còn đối với em này thì mình không cần có nhập khẩu, nhập nội dung bình thường thì là font. Xong rồi xuống dưới này là mình sẽ đưa vào là upscale text. Ok, bây giờ cô thử nhập mật khẩu này. Đó, các bạn thấy nó che che lại đó. Được rồi, đúng không? Rồi, mình làm hai cái text box rồi. Bây giờ tới cái button. Xuống dưới đây mình cho nó cách một đoạn 20 tiếp size box hay tiếp theo dưới này mình sẽ làm cái box login thì các bạn có thể dùng raise button cũng được, nhưng mà ở đây mình muốn dùng container để mình trang trí thì dùng kiểu gì cũng được ha. Nhưng mình muốn dùng container để mình trang trí nó nhiều hơn thì mình dùng container thôi. Container decoration box decoration trong này là color, ví dụ như mình muốn nó một tím hoặc là mình có thể dùng cái màu của thêm. Không, tại vì lúc ở trên đầu á, mình có làm một cái là thêm là bao nhiêu á, trên đầu đây này. Color scheme, six color deep blue. Đúng không? Thì nếu như mà mình làm theo cái màu của team luôn á, thì sau này mình thay đổi thì nó sẽ thay đổi theo. Thử xem nha, thử xem là color thì là có là gì, cái gì quên rồi, tự nhiên kéo lên nhớ xong cái số nó quên. Color scheme team data, team data rồi mình thử lại là cái team of context. Team of context, team chấm of context tức là cái team đang hiện tại đó. Xong rồi mình mới lấy cái color của nó, primary color. Primary color là cái color có nghĩa là nó sẽ là màu tím đó. Rồi mình sẽ chưa có cái nội dung ở trong nên là mình cũng sẽ chưa có nhìn thấy đâu. Bây giờ mình thử là cho nó cái padding đi. Padding thì mình sẽ padding là insert.on cho nó bằng 10. Thì các bạn sẽ thấy nó hiện ra rồi đúng không? Rồi mình muốn nó cũng cắt hai đầu giống như cái text view, cho nên mình sẽ crop with padding và mình cũng dùng là symmetric trong này là 20 đúng không? Horizontal 20. Ok, bằng nhau. Rồi bên trong cái này á, mình cho cái chai của nó đi để nhìn cho nó có chữ ở trong cái đó. Chai text. Ở trong này các bạn sẽ có là đăng nhập what the... Để xem nó lại. Thôi nó lại. Từ từ đó. Text color style color style
Color là color white cái đó. Font size cho là 16. Hồi nãy font size trên kia mình dùng 20 phải không ta? Ok, font bold, font bold. Rồi, Decoration border, mình muốn cho cái border của nó cũng tròn luôn đó ha. Padding á, mình cô thử là mình chỉ padding hai bên thôi nha. Symmetric Horizontal 20. Nó chắc 6, 6 bước ha. Vậy thì em suy nghĩ làm sao cho nó đẹp đó. Center. Thôi vẫn cứ để là on đi. Nhưng mà cô muốn cái này, cái bút tần này nó dài ra mà sao nó lại chui vô giữa ta. Đó, thêm cái center để cái chữ nó vô giữa rồi á, thì cái container của mình nó không có bị gom vô giữa nữa. Hợp lý hợp lý. Pop decoration cô muốn là cái border radius chấm circular. Hồi nãy mình dùng 12 đúng không? Sao nó không cắt đổi vậy? Color Circular Polaris. Chưa cập nhật, bây giờ nó mới cập nhật. Border radius tròn tròn rồi, nhìn cũng được được rồi đúng không? Nhưng mà mình muốn cái này nguyên cả cái này nằm xuống ở chính giữa đi, thì mình sẽ vào trong cái column này, mình dùng main axis element, main axis element chấm center. Trong một số trường hợp á, các cái điện thoại của mình mà nó đưa lên này này, cái bàn phím nó che mất, nó bị lỗi chẳng hạn, thì các bạn nên thêm cái scroll wheel để nó tự động kéo lên kéo xuống được trong cái trường hợp mà bàn phím mình che lấp chữ. Thì các bạn có thể scroll wheel trên cái trước cái center này đi, là cái bự nhất á. Scroll wheel, single scroll wheel. Single chance scroll view hay là single single chance scroll view. Trong một số trường hợp nha, cái điện thoại nó không có đẹp. Ủa, nếu mình đưa cái single chance scroll view này thì nó lại không, nó lại không chịu ở giữa nữa. Bạn thật là tức mình. Thế mình ở
Xăm thò để ở trên. Thì tại vì cái này nó không có bị lỗi đó cho nên là cô chưa biết, để bữa sau thử cái khác xem nữa là nó single screen view để cho trên cái column này thôi. Rồi, tạm thời bài của mình tới đây đã, nó dài quá rồi ha.